Alo em nghe ạ. Chiều nay em đi với anh sang nhà chủ tịch FM, nghe nói anh ấy đang về quê nghỉ lễ. Dạ vâng, em cũng đang trên đường về anh ạ. Đây là hợp đồng rất quan trọng, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn em ạ. Vâng, anh yên tâm, em và vợ của em vừa đi chuẩn bị quà rồi ạ. Ok, thế cứ về nhà anh đi, rồi anh em mình cùng đi. Vâng ạ. Mình về thôi em. Xe mình bẩn quá, chắc là phải đi rửa xe trước rồi mình đi gặp đối tác được. Em thấy ở quê có tiệm rửa xe của thằng Đạt Fit ấy, anh qua đấy cũng được. Đạt. Anh Đức. Anh vừa về ạ? Đợt này nghỉ lễ nên anh về quê mấy hôm. Vậy à? Lâu lắm rồi em không gặp anh. Trưa nay anh sang cơm với vợ chồng em nhá. Ok thôi. À, bây giờ anh phải sang thăm họ hàng. Em rửa giúp anh cái xe nhá. Thôi chết, bây giờ em lại có việc rồi ạ. Vậy à? Việc quan trọng quá, em không đi lại không được. Chắc em không rửa xe hộ anh được rồi. Anh thông cảm hộ em nhá. Không sao đâu mà. Hay là thế này đi, em cho anh mượn đồ để anh rửa cái xe kia cũng được. Anh rửa ý ạ? Có sao đâu, rửa xe đơn giản mà. Em không nhớ ngày xưa anh từng là thợ rửa xe à? Dạ. Thôi, việc em bận thì em cứ đi đi. Ở đây anh rửa xe cũng được. Vậy anh làm hộ em nhá. Đồ đạc em để đây, còn ủng em để ở kia nhá. Ừ. Em đi đây ạ. Ừ. Ai đây? Đức à? Người yêu cũ của em kìa. Chào hai người. Hóa ra giờ mới làm rửa xe ở đây à? Tôi... Em nhìn người yêu cũ của em kìa, tưởng thế nào? Sau bao nhiêu năm cũng chỉ là thằng rửa xe thôi à? Hả? Em biết chứ, loại người kém cỏi như anh ta ấy có bao giờ khá lên được đâu. Sao em lại nói thế? Nói thế là không đúng rồi. Nó cũng khá lên đấy chứ. Thì ngày xưa nó chỉ rửa xe máy thôi, còn bây giờ rửa cả ô tô cơ mà. Chuyện này là sao? Sao em lại đi cùng với nó? Kết thúc đi, anh đừng làm phiền tôi nữa. Em nói vậy là sao? Chẳng nhẽ em với nó... Đúng, tôi yêu anh ấy đấy. Sao em lại yêu nó? Nó có gì tốt hơn anh chứ? Anh không biết hay là giả vờ không biết vậy? Anh ấy công việc ổn định, lương lại khá giả, lại yêu tôi nữa. Còn anh chỉ là một thằng rửa xe ấy. Yêu anh thì anh có nuôi nổi tôi không?
Đúng rồi đấy bạn ơi, là thằng đàn ông ấy thì phải nuôi được gia đình của mình. Bạn không nuôi được ấy thì để thằng khác nuôi nhá. Mày thì biết gì mà nói. Anh thôi đi, tôi hết yêu anh rồi. Anh đừng có làm phiền chúng tôi nữa. Đi thôi em. Đi thôi. Cảm ơn anh yêu. Ờ, sao em lại cảm ơn anh? Vì anh mà em mới nhận ra được anh ta kém cỏi như thế nào, và quyết định chia tay anh ta là đúng đắn. Em nhận ra được điều đó ấy, là tốt đấy. Còn đứng đấy làm gì? Mau rửa xe cho tao đi. Đấy không phải việc của tôi. Tôi cái gì? Sinh ra cái thằng rửa xe rồi ấy thì làm tốt công việc của mình đi. Thôi được rồi, nhưng mà hai người đợi chút, để tôi rửa cái xe này xong đã. Nhưng bây giờ tao muốn rửa cái xe của tao trước có được không? Hả? Sao? Tiền chứ gì? Đây, tiền đây, cầm đấy, tôi rửa xe cho tao. Thôi, ông cất đi. Được rồi, để tôi rửa xe cho hai người. Nhưng mà đợi chút, tôi đánh cái xe này đi đã. Alo, em đang ở tiệm rửa xe anh ạ. Vâng. Vâng, anh ra rồi cùng đi ạ. Dạ. Anh làm cái trò gì vậy? Thằng kia, mày làm cái gì? Bắn hết nước lên người vào tao rồi. Chuyện vừa rồi là không may. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cô. Cái gì cơ? Mày tưởng mày cứ làm xong rồi mày xin lỗi là được á? Ông làm cái gì vậy? Xin lỗi. Mày làm gì được tao? Mày hơi quá đáng rồi đấy. Tao quá đáng đấy thì làm sao? Một thằng rửa xe kém cỏi như mày ấy không đủ tư cách. Đất, cô làm gì vậy? Anh ạ. Tại sao cô lại đổ nước lên người chủ tịch FM? Anh nói cái gì cơ? Đây là chủ tịch của công ty FM ấy à? Đúng vậy, đây là chủ tịch của công ty FM. Ông cho tôi xin lỗi chuyện vừa nãy. Thực sự tôi không biết ông là chủ tịch của công ty FM. Ôi, ông không cần phải xin lỗi đâu. Vậy là ông bỏ qua cho tôi rồi đúng không? Xô nước kia ông vừa đổ vào người tôi thì có lấy lại được không? Tôi ấy, bỏ qua cho hai người á? Không bao giờ. Hải, cậu nói hai người này sắp tới định hợp tác với công ty của tôi là sao cơ? Dạ vâng ạ, đây là đại diện của công ty Đa Gia. Hôm nay chúng em định sang nhà anh để mong có cơ hội hợp tác ạ. Hóa ra là vậy. Bây giờ các người không phải thăm tôi nữa đâu. Tại vì tôi sẽ không bao giờ ký hợp đồng với công ty của các người. Tôi xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi. Ông cho tôi một cơ hội sửa sai được không? Không được. Một người luôn khinh thường người khác như ông không thích hợp để hợp tác với công ty của tôi. Tôi nói cho hai người biết, sống có khúc, người có lúc. Vì thế, sống ở đời đừng bao giờ coi thường người khác. Còn bây giờ, các người đi khỏi nơi đây đi, để tôi còn làm việc. Đi đi!